Dạ chào quan ông quan bà. Chào quan Chánh. Ông ngồi đi. Dạ. Tôi với ông là chỗ bạn bè cố hữu. Ê, không có gì phải khách sáo. Ông rảnh rỗi sang chơi hay là có việc gì nhờ tôi giúp đỡ? À, quan Chánh này, à, có chuyện gì quan cứ trình bày. Khó khăn quá, tôi và quan nhà tôi sẽ giúp đỡ ông. Được quan ông quan bà coi là bằng hữu thân tình, thật là trên đời là không còn gì bằng nữa. Dạ. Thưa quan, là lâu nay là tôi nhớ quan quá, Ôi giời. tôi lên thăm quan và cũng có cái việc của gia đình, xin quan chỉ giúp. Ông khách sáo quá. Dạ. Tôi tưởng cách đây 3 hôm ông đã đến phủ, mọi việc đã quan trọng rồi, đã giải quyết xong rồi. Thế có việc gì cần tôi giúp nữa? Đúng là không có cái gì là qua mắt được quan lớn. Dạ. Bẩm quan ông quan bà, à, chuyện là gì đấy? có chuyện gì mày? Mày ai cho mày 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 hỏng hết à? Để tao trình bày. Dạ cha cha. Con xin kính chào quan ông quan bà. Ôi rồi này, sao nào phải quỳ? Đây là cha tao, tao không phải quỳ, làm sao nào phải quỳ? Hỗn láo. Quan lớn, nhà mình đang có khách, để tiếp. Cậu ấm này, nhà đang có khách quý, cậu có nhìn thấy không? Tại sao tự nhiên sồn sồn cả một đống người xông vào đây? Đi ra ngoài kia chờ quan nhanh. Ôi trời ơi, chết, sợ thế. Trời ơi, khách quý, quý gì thì quý, không quý bằng đây nhá. Ta là con của quan lớn, quý gì bằng ta không? Làm sao? Cha, con muốn lấy vợ, con muốn lấy vợ. Muốn lấy vợ? Vâng. Này, ta có nghe nhầm không? Lấy vợ lấy ai? Dạ, đây, đây, à, cầm, trình bày đây. Lấy nhau, lôi thằng Cầm ra sân đánh 50 roi cho ông. Đi ra, ai cho phép ra ngoài. Cha lại đánh công. Đây là thư phủ, tại sao nó vào đây là nó múa may rồi nó làm loạn cả lên, không đánh nó để nó làm loạn à? Có ai làm loạn được à? Cầm đang trình bày ý kiến của con nha. Dạ, ý của con muốn nói là con muốn lấy nàng tiên này làm vợ. Cái gì? Tiên á? Ừ. Tiên ở đâu lạc vào thư phủ của nhà ta hả? À, ta hiểu rồi. Cô gái kia, cô nghe ta hỏi đây. Cô là ai? Từ đâu đến? Tại sao cô lại quen với cả cậu ấm nhà ta? Cô quen với mục đích gì? Nói ngay ra. Cô mà nói sai thì... Thì sao? Thằng này đi ra kia. Đó là ý của ta nhá. Nhà này phải có tôn ti trật tự nhá. Chưa đến lượt mợ hai. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, con muốn lấy nàng Đào làm vợ. Không được. Cái việc cưới xin là cái việc hệ trọng nhá. Không thể ngày một ngày hai. Thôi, hai mẹ con bà về phủ đi. Tí nữa tôi về. Đang có khách đây. Con muốn lấy nàng tiên làm vợ ngay cơ. Đưa nó về phủ. Này cậu ấm này, cậu cho tôi hỏi một câu nhé. Trong đầu cậu có gì không? Cái tóc xanh gì này? Tôi hiểu mà. Chính vì động vào toàn tóc cho nên cậu nằng nặc đòi lấy cái ả giang hồ lẳng lơ như thế này để làm vợ. Nhìn xem này, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng lẳng lẳng lơ lơ, đừng có thái độ khi ta đang nói nhá. Mắt thì đong đưa sắc nước hương chùa, cái loại này mà không xuất thân từ gái lầu xanh á chớ kể nhá. Cô kia, cô nói ngay, cô là ai hả? Là ai không quan trọng nhé, hai đứa đưa nhau về phủ, mẹ sẽ xin ý kiến của cha sau nhé. Dạ vâng ạ, con xin cáo từ ạ. Nó phải có tôn ti trật tự chứ. Ông đang nghĩ gì vậy?
tôi có nghĩ gì đâu ạ. Đúng là quan có hai bà vợ cứ gọi là sắc nước hương trời, xinh nhất huyện. Đúng là sắc nước hương trời, thế nhưng mà chỏnh chọe nhau lắm. Ông biết rồi còn gì. Này, thế có việc gì tôi sẽ giúp. Dạ, cũng không có chuyện gì to tát đâu ạ. Tôi xin phép quan ông quan bà cho phép tôi được bảo cái nhà mõ nó đi loan báo toàn huyện để tôi chọn tấm chồng cho con gái tôi. À, ý ông là đang muốn kén rể. Dạ vâng. À, mà tôi nghe thấy bảo là con gái của ông rất đẹp. Cô ta là đẹp nhất xã Đoài, có đúng vậy không? Dạ bẩm quan là dạ, cũng được. Nhưng làm sao mà so được cái với gái ở trên huyện này? Ây, dạ thưa quan nói thế không phải ạ. Dù là gái quê hay là gái huyện thì mỗi người cũng có một vẻ đẹp riêng ạ. Dạ thế nhưng mà quý là quý ở cái xuất thân ạ. Dạ thế chẳng hay ý quan muốn chọn rể như thế nào ạ? Dạ bẩm quan ông quan bà là tôi thì cũng muốn chọn là người nào mà môn đăng hộ đối. Nói tóm lại, cậu ta phải thông rõ mọi vấn đề như là lễ nghi ở trong gia đình là được rồi. Dạ thưa quan nói như thế có khác gì là quan tuyển chọn nguyên cơ chứ. Dạ, thế nếu quan cho phép thì ngày lành tháng tốt em và quan đây sẽ sửa lễ sang nhà quan bên đó ạ. Và xem nếu như là con gái quan thực sự sắc nước nghiêng thành thì chúng tôi sẽ... Dạ. Thưa với quan ông, quan bà. Dạ. Cái chuyện tình duyên ấy, mình đâu nỡ ép, cứ để cho các cháu nó tự nhiên. Dạ, nếu như mà cậu ấm nhà ta có ý định sang tìm hiểu con gái tôi, dạ, thì cũng nên để cho cậu phải thi thố cùng với trai làng cho nó công bằng chứ ạ. À, thế là ý ông là cần phải thi, dạ, đúng như là kén rể đấy phải không? Dạ, cũng gần như là vậy. Thôi được, ông cứ về đi. Dạ. Nhá. Một ngày rất gần đây, chúng tôi sẽ sang thăm ông. Dạ. Và để xem cháu nó thế nào. Dạ vâng ạ. Dạ. Thôi thế thì bây giờ thôi xin phép quan ông quan bà. Tôi lại nhà trước nhé. Dạ, 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 chào quan ông quan bà. Dạ, 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 ông lại nhà. Cái gì quan? Hả? Ui, thì bây giờ quan tính sao? Quan phải nghe lời em nhá. Chuyện cuối xin được chuyện đại sự đấy. Không phải chuyện vớ vẩn, đừng mà quyết định lung tung. Phải nghe lời thiết, nhớ chưa? Này, cái gì? Tôi nói cho cô biết nhá. Nhà này phải có tôn ti trật tự nhá. Tôi là vợ cả, tôi phải có quyền quyết nhá. Mình ơi, mình phải nghe em đi nhá. Ôi trời ơi, ngâm nhau đầu quá. Nhìn mặt mày đỏ đến như là thay rượu ấy nhỉ. Này, cô gái, đo hỏi cái. Quan lớn tiếp khách ở đâu ấy? Ở trong thư phòng. Thư phòng à? Thư phòng là chỗ nào? Ở chỗ nào thì anh hỏi làm gì? Này, cô cho tôi hỏi thêm một câu nhá. Chồng cô nãy là trắng nhẻo như này, đúng là con gái bố huyện rồi. Thế cô có chồng chưa? Sao anh hỏi nhiều thế? Vậy tôi hỏi anh một câu. Họ hỏi đi, được con gái hỏi là tôi thích lắm. Anh tên là gì? Tôi tên là Chết. Thảo Sơn nào? Thằng Sứt Hầu kia. Đi về con ấy à. Mày đi hầu tao hay là đi tán gái hả? Cứ thấy con gái huyện mắt cứ tiếp vào. Dạ con chào ông Tránh ạ. Chào nhá. Đi về. Ông con bảo ông này,
ông ơi, đúng là con gái vô huyện của khách trông đáng nhỏ nãy là ông nhỉ? Thế cho nên mắt mày cứ tít vào. Ông ơi, con thấy quan lớn nhá, mời mấy bà liền, rồi một đống cung nữ. Chắc là người ta chuẩn bị mời ông con mình ăn cỗ hả ông? Mày nằm mơ hả con? Còn lâu nhá, cô đi về. Từ từ ông ơi, quan lớn làm gì trong đấy mà đông mùi ấy. Chẳng nhẽ họ không mời mình ăn cỗ, chứ còn nói lắm rồi. Về nhà, ông cho mày ăn. Vâng, về đi mà. Con nói thật nhá, con mong về nhà còn hơn là mong ông ấy. Chẳng nhẽ con đi cả một đoạn đường dài như thế, không ăn không uống thì con sức đâu mà chịu được. Mà ông ơi, hả? Thì cái này, ông không tặng nó quan lớn à? Không tặng tiếc gì hết. Ông mất tiền rồi, còn đòi tặng quà. Đúng là mày, đồ ngu. Dạ vâng, con đi. Đi về. Ông cứ bỏ con ra để con đi được rồi. Ông ơi. Cậu không? Dạ vâng, đây, mời ông lên. Ôi dồi ôi, đã không được ăn cái gì nữa còn bắt cóng đi. Muội chắc từ sáng mày chưa nhìn thấy cô Quỳnh Hương cho nên là mày tương tư à? Cứ như khờ này này, chỉ cần nghĩ đến vợ khờ thôi nhá, chả cần nghĩ đến ai. Mà thôi, đi ra cuốc đất đi rồi về nhà ông tránh mà ngắm Quỳnh Hương. Tôi mà cũng như khờ ấy thì còn gì là tôi nữa. Mà anh khờ này, tôi chỉ ước là mỗi sáng thức dậy tôi đều được nhìn thấy Quỳnh Hương. Lúc ấy bà làm gì cũng được, tôi làm hết. Làm hết? Thế thì muối sang nhà ông Chánh làm người ở cho ông ấy, có phải ngày nào cũng được ngắm Quỳnh Hương không? Như khờ này, ngày xưa cũng đi làm người ở đấy. À không, ngày xưa làm dạy học cho con qua tuần. Khờ viết được bao nhiêu chữ mà cũng đòi làm thầy? Khờ viết được hẳn một chữ tâm nhá. Không tin nhá, hôm nào khờ viết cho mà xem. Cô Quỳnh Hương, cô Quỳnh Hương. Anh đang làm đồng đấy à? Cô Quỳnh Hương đi đâu đấy? Anh muối, tôi phát hiện ra anh nhìn trộm cô tôi nhá. Nhìn trộm, đấy. Nhìn trộm. Lan, đừng chơi người ta như thế. Tôi vừa mới đi chợ về, mua được mấy cái bánh. Hai anh ăn tặng cho đỡ đói nhá. Cảm ơn cô Quỳnh Hương. Từ sáng đến giờ tôi với muối chưa có cái gì vào bụng. Có cái bánh của cô Quỳnh Hương, cái ruộng này cuốc một loáng là xong. Anh khờ, anh cũng khéo nói đấy. Hai anh biết là hai anh may mắn như thế nào không? Cô tôi chưa bao giờ tốt như thế với ai đâu đấy nhá. Thôi, tôi đi về đây. Muối, muối, mày có ăn không? Mày không ăn, tao ăn một mình. Cơ, đứng lại, này, không được ăn hết bánh của Quỳnh Hương. Đứng lại, giả bánh cho tao. Ui, ông Chánh, Ui, cái thằng này làm ông giật hết cả mình. Này, đã ông đánh đúng không? Nói cho mà biết nha, ông đánh ấy đang bực mình với ông lắm ấy. Bực mình chuyện gì? Chuyện là thuế má gì đó. Ui, mày nói đỡ cho ông. Nói đỡ, không được đâu, khó lắm. Nói đỡ phải được cái gì chứ. Nói đỡ cho ông rồi ông thưởng. Đặt nha. Được rồi. Việc này cứ phải từ từ tính. Ông đánh đến ấy. Dạ, con đọc ông ạ. Dạ, chào ông Chánh ạ. Tết nhất đến nơi rồi mà chẳng hiểu cái việc thuế má đấy đến đâu rồi. Ông thư lại. Dạ. Ông xem. Còn nhà nào chưa nộp, ông thu đủ cho tôi rồi khóa sổ vào. Dạ, bẩm ông Chánh. Tất cả các hộ trong xã đã nộp đầy đủ, chỉ có riêng nhà ông Hòe là vẫn chưa nộp được ông Chánh ạ. Nhà cái lão Hòe láo nhỉ.
ruộng đất thì rộng mênh mông mà không nộp thuế là thế nào? Dạ bẩm quan, nhà ông Hòe đất rộng nhưng không có người làm. Mỗi lần ra đồng mang cái cuốc ra rồi lại mang về. Tôi là tôi cũng đau đầu với cái vụ này lắm ông ạ. Lão ấy không làm được thì lấy đất của lão ấy chia cho người khác làm. Dạ. Cứ theo lệnh tôi, cứ thế mà làm. Dạ bẩm quan, mình làm thế thì có ác quá không ạ? Ác gì mà ác. Thuế của nhà nước là cứ phải nộp cho đầy đủ nhá. Này, ruộng đất rộng như vậy bỏ hoang lãng phí thế. Theo lệnh tôi ghi vào, cứ thế mà làm cho tôi. Dạ vâng ạ. Con mẹ đốp nó đâu rồi? Dạ bẩm ông, ông tìm con mẹ đốt làm gì? Ông cần gì giao thì ông cứ bảo con đi giao cho ông được rồi chứ gì hả? Dạ. Mày mà giao á? Vâng. Mày ọng yếu ọng ô như vậy mà ao ấy. Nhân tình họ nghe nhầm, họ đến đây họ ăn vạ tao à? Dạ vâng, con im, con không nói gì nữa đâu ạ. Này. Dạ. Mày không nói chứ không phải là mày đứng một chỗ nhá. Mày đi tìm con đốt vào đây cho tao. Dạ vâng ạ, con đi tìm ngay nhỉ. Dạ. Tránh ông cho gọi con đấy ạ. Con này thiêng quá nhỉ. Dạ đúng rồi, con đốt luôn á. Tài tính như là cái con này ông Tránh đang tìm ấy. Dạ. Đốt. Dạ. Mày đi giao khắp hang cùng ngõ hẻm ở cái tổng này về cái việc này cho ông. Giao về việc siêu thuế hả ông? Việc này con giao suốt rồi ạ. Không phải việc thu thuế mà vì cái việc cụ Chánh tổng kén rể cho con gái Quỳnh Hương. Hả? Ông kén rể cho cô Quỳnh Hương ạ? Chuyện này lớn đây. Vẫn biết là như vậy. Ta muốn kén rể cho con gái yêu của ta. Nhưng mà tiêu chí nó thế nào ta cũng chưa nghĩ ra. Trời ơi, kén rể thì phải có tiêu chí chứ ạ. Mà theo con ý, thì ông cứ theo kiểu truyền thống mà làm. Cứ kén một chàng rể vừa giàu lại vừa khỏe mạnh. À, và nhà có ít báu vật nữa thì càng tốt ạ. Con mẹ này, mồm như tiết nhảy. Này, dạ. Ta là quan Chánh tổng Thanh Liêm. Dạ. Kén rể chỉ cần những chàng trai có tài có đức, chứ ta không cần những chàng rể có nhiều tiền nhá. Có tiền để làm gì? Dạ. À, ông Chánh tổng nói chỉ có ý mải thôi. Theo con ấy thì ông nên kén chàng rể nào mà có thể sao ý mải thế nào? Dạ. Nói rõ ông nghe xem nào. Dạ vâng ạ. Ý của con là ông Đánh nên kén chàng rể nào ấy mà có thể làm cho ông Đánh cười thì mới xứng đáng làm để ông Đánh chứ. Hay. Quá hay. Thằng này được. Dạ vâng ạ. Mọi khi mày ngu nhưng hôm nay mày lại thăng lên, mày thông minh đột xuất. Dạ ông quá khen ạ. Đốt. Dạ. Nhớ nhá. Dạ. Ghi vào. Thôi được. Dạ, rồi vâng. Mày nhớ trong đầu là được. Vâng ạ. Con nhớ. Cụ Chánh tổng kén rể. Dạ. Những chàng trai khỏe mạnh, có tài, có đức ở trong cái tổng này mà làm cho cụ Chánh cười thì cụ Chánh sẽ chấp nhận chàng rể nhà cụ. Ghi vào. Dạ. Thôi không cần ghi, mày nhớ là được. Con nhớ rồi ạ. Thế bây giờ con giao thử cho cụ nghe nhá. Mày giao thử ông nghe xem. Giao đi. Ôi, đập nhẹ nhẹ thôi, mày lại đập vào mặt các cụ ở đây à? Đập thấp xuống. À dạ. Loa. Triềng làng triềng trà. Được. Thượng hạ tây đông. Được. Con gái Chánh ông đến tuổi cặp kê, mở ngày kén rể, nội trong 3 ngày, trai tráng đủ tài, chọc cười ông Chánh sẽ được làm chồng.
của nàng Quỳnh Hương. Loa 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 loa. Tốt. Dạ. Mày giao thế tốt đấy. Dạ. Thôi bây giờ thế này, mày đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở cái tổng này. Dạ. Mày giao hết cho ông. Đi đi. Dạ. Thì con đi luôn nhá. Đi 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 đi. Loa 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 loa. Chiêng lang chiêng cha, thượng hạ tây đông. Quan về phủ. À. Ôi quan đi cẩn thận nào. Nổ ôi. Nào nào. Ôi giời, ôi giời, ôi. Ông đã về rồi đấy à? Sao bà sang phủ của tôi mà bà này không bảo lính báo cho tôi biết là thế nào? Chẳng cái phủ này nó rộng quá hay sao ấy hả? Mà sang phải thưa, phải báo, phải gửi là sao? Này, cô hai, cô ăn nói cái kiểu gì đấy? Xem ra mèo đã hóa cáo rồi đấy. Uầy nhỉ, hai bà này, tôi đã phải xây cho mỗi bà một cái phủ riêng biệt rồi nhá, thích gì là có cái đấy rồi. Ây mẹ, mỗi lần gặp nhau là cứ chành chọe là thế nào. Chành chọe cái gì? Không nghe nói đấy. Thì chị hai, thực ra thì có quan làm chứng, có cô hầu của bà làm chứng, tôi đã có một hành động gì để khiến bà phải tức giận đâu. Sao bà tự nhiên lại đặt điều cho tôi như thế nhở? Rồi. Thế bây này quan ạ, quan cứ để em nói nốt đã. Đằng nào cũng nói thẳng ra, việc chị làm, việc em làm, chẳng ai liên quan đến ai cả. Thế không rảnh nhá. Thôi. Đấy, ông nghe đấy. Đã khổ quá đã bảo rồi. Thôi, mợ cứ sang phủ của mình đi. Thì tôi nói chuyện với bà cả một lúc rồi tôi sang với mợ luôn. Không. Nhưng mà em chưa thích về, em thích ở đây với quan cô. Quạt mạnh lên cho bà con. Khổ quá đã bảo là cứ về đi, một lát nữa thì quan sẽ sang. Con hứa đấy nhá. Nhớ đấy nhá. À nhưng mà quan này, quan này. Ở đây hôm nay ý, có khi cơn gió già lắm. Mà cái cơn gió có tuổi này nó độc lắm, nó nguy hiểm lắm. Quan phải giữ gìn quan nhá. Em về đây. Này, dừng lại. Dừng à? Cái con gió mảnh sành cong kia. Mày vừa nói ai là con gió già nhỉ? Ở đây ai là người già hơn ai nhỉ? Khổ quá. Bà cả ấy. Đây là mở hai, mở cái nói là gió. Tự xong rồi bà lại tự dưng lại ngó vào thằng Thành Bình là thế nào? Ôi, ông nghe như thế mà được à? Hả? Có vấn đề gì đâu. Em cảm thấy đau đầu khi ở đây cứ căng thẳng như thế này lắm. Em về đây. Mợ cứ về đi, giờ tí đấy về nhá. Cái tăm này ra. Này, ông cẩn thận ý, là cái tăm ý nó chọc vào họng đấy. Già này, về đây. Già này, về đây. Ngứa cả ruột gan. Ông hay thì tóm lại đây, bây giờ bà có việc gì? Thằng Ấm nó muốn lấy vợ đấy, ông tính sao? Ô hay, thế tự dưng thế đang thích ăn thích chơi mà đùng cái thế nào nó thích lấy vợ à? Nó giống ngài này. Nó giống ông đấy. Thế tóm lại là thế bà đã nhắm cho nó ở đám nào chưa? Tôi chọn rồi, ông không phải lo. Hầu. Dạ. Này, chẳng nhẽ bà gán cho cái con hầu ở đây à? Con hầu này nó dẫn cái con bé kia đến đây. Hiểu chưa? Cái con bé vừa nãy nó đâu rồi? Dạ đang đợi ngoài cổng với bà ạ. Đi ra bảo cô ấy vào đây. Dạ vâng ạ. Này, tôi phải nhắc lại bà một lần nữa là bà phải chọn cho nó tử tế, bởi vì dù sao tôi là quan nhá, nên chọn cho chỗ nào cho nó đàng hoàng chứ không thể chiều theo ý của nó được. Khổ quá biết rồi. Dạ thưa bà, cô ấy đang vào rồi đấy ạ. Vào đi xem nào. Dạ. Con xin kính chào nhạc phụ đại nhân ạ. Con
con đào này à? Ờ, hay. Đúng rồi đấy. Nó là con sen. Ôi trời, tôi chết rồi. Lệnh giao. Dạ. Lôi cổ con này ra khỏi phủ trong, đưa nó về tiểu lâu nha. Dạ. Cấm không cho nó đến đây. Nhà phụ ơi, nhà mẫu ơi, cậu ấm ơi, cứu thiếp với. Em không muốn về tiểu lâu đâu. Này, ông đuổi nó đi rồi thì lấy ai mà cưới cho thằng ấm nhà này đó? Lấy đứa nào thì lấy nhá, miễn làm cái con bé đấy là phải ngoan ngoãn hiền lành nhá. Ừ, ít ra nó phải con nhà tử tế, đối với nhà mình nó phải môn đăng hộ đối, bà hiểu chưa? Đúng rồi, nói đến môn đăng hộ đối, nói đến xinh đẹp, tôi nhớ nhà ông Chánh Tổng có một con bé rất xinh đẹp. Đấy, vợ chồng mình nên sửa lễ và chọn ngày lành tháng tốt sang xin ông bà Chánh Tổng cho cái đứa con gái về làm dâu nhà mình nhé. Bà nói tôi mới nhớ đấy. Được rồi, bà cái việc này cứ để tôi lo nhá. Rồi con gái của Chánh Tổng chắc chắn sẽ là con dâu của nhà mình. Đúng. À. Đúng là hoa nào cũng đẹp, nhưng không thể đẹp bằng quỳnh hương của ta được. Muội, muội ơi, muội ơi, muội, muội ơi, muội ơi, muội ơi, có tin, có tin, muội ơi, có tin, có tin, có tin, có tin, tin, tin gì? Nói đi xem nào. Chóng mặt quá. Mày chạy thế là gì mà chả chóng mặt? Sao mày cứ chạy quanh tao, tao chóng mặt quá. Thế có tin gì? Có tin. Tin gì? Có tin. Có tin. Tin gì? Mày muốn biết thì mày đi nướng gà cho tao ăn đã. Trời ơi, không bao giờ nhá. Nếu như mày muốn ăn gà ấy thì về nhà bảo vợ làm cho nhá. Nhà tao còn mỗi một đôi gà giống. Đến Tết còn phải thắp hương cho các cụ nữa chứ. Thế thì thôi. Ra. Tao đi về, tao bảo vợ tao giết gà nướng cho tao ăn. Không nói thì thôi, không nói thì thôi, tao đi về. Chưa chỉ đã đi về. Hay là khỏi cứ nói cho tao biết tin gì đi nhá. Rồi tao lên trên rừng, tao chặt cành đào về cho vợ khờ chơi Tết được không? Lên rừng. Ừ. Chặt cành đào. Ờ. À? Đúng rồi. Lên rừng chặt cành đào đi về chơi Tết. Vợ về chơi Tết. Tin gì nói đi. Tin gì? Mày lên rừng chặt cành đào đi. Thì mày nói đi, rồi tao lên rừng tao chặt cành đào cho nhá. Ừ, tao nói nhá. À? Mày biết gì không? Khờ đã nói đâu mà biết. Ông Chánh Tổng. À. Ông Chánh Tổng. Ừ. Ông ý tổ chức hội thi. Hội thi gì? Hội thi. Hội thi kén rể. Kén rể? Ừ. Hội thi kén rể. Ừ. Như vậy là ông ý tìm chồng cho nàng Quỳnh Hương à? Ừ. Mà Khờ này. Khờ, mày nghe ở đâu mà tại sao tao không biết? Mày mà biết để tao không có cành đào à? Tao nghe con mẹ đốp nó đi làm trên xóm dưới nó giao đấy. Mày đi cày mày không nghe thấy rồi? Nó giao như thế nào? Nó giao thế này này. Nó bảo là chiêng lang chiêng trạ, thượng hạ tây đông, con gái Chánh ông đến tuổi cặp kè, tổ chức kén rể nội trong 3 ngày, trai tráng đủ tài, chọc cười Chánh ông sẽ được làm chồng của nàng Quỳnh Hương. Khờ ơi khờ, khờ. Thế thì chắc là phải tìm một mai mối danh giá lắm nhỉ? Nhưng mày không nghe con mẹ đốp nó giao đấy à? Nó bảo là trai tráng đủ tài ở khắp mọi nơi, cứ làm cho ông Chánh cười là lấy được nàng Quỳnh Hương mà. Chỉ có thế thôi à? Ừ, chỉ có thế thôi. Mà này, mày có giỏi thì mày đi thi đi. Nữa đâu lại lấy được Quỳnh Hương. Nhưng mà tao thấy ông Chánh khó tính lắm. Thấy bảo là chuyện vui đến mấy nhá, ông ấy cũng không cười. Mà lần này ông ấy lấy cái chuyện đấy để kén rẻ á. Ui giời, còn mơ mới lấy được nhá. Với lại không chọc cho ông Chánh cười á, ông ấy đánh cho mà no đòn. Đòn roi thì ta không sợ, chỉ sợ là không chọc được cho ông Chánh cười thôi. Mày thương thầm trộm nhớ nàng Quỳnh Hương, mày đi thi đi. Cùng lắm là ăn đòn.
Khờ có vợ rồi á, khờ đứng ngoài xem kén rẻ thôi. Thôi, tao sang nhà ông Tuất, tao giao tiếp đây, giao tiếp đây. Nhất định ta sẽ lấy được nàng. Ta sẽ tham dự cuộc thi. Mọi người chuẩn bị xong hết cả rồi, có đúng không? Rồi, xong rồi. Được rồi. Khi nào tôi bảo vào thì tất cả mọi người vào đi, đấy chưa? Xếp hàng vào, xếp hàng vào, xếp hàng vào. Nhanh lên nhá. Nhanh lên. Ôi giời đất ơi, mày lượn mãi mới được câu kinh. Ôi giời ơi, mày cứ lắp ba lắp bắp thế này. Lát nữa trai làng vào đây họ tuyển mà mày cứ lắp ba lắp bắp như vậy làm ê hết cả cái mặt ông à. Ông thông cảm cho con, tại từ bé đến lớn, lúc ta tình mẹ đẻ đến giờ, con mới thấy cuộc đi kén rẻ, đông người đến như thế, đông vui cứ như là nộp thuế ông ạ. Anh nói thế nào chứ, đi nộp thuế mất tiền, mặt người ta ỉu xìu chứ làm sao mà cười nói được. Đấy là cô không biết đấy thôi, chứ lúc đầu còn cười, lúc bị ăn năm đôi rồi á, mặt cứ như là cái bánh đa gặp mưa, sao mà cười được. Ừ thì... tinh thần nó là như thế. Dạ. Mày dạ. Cứ đánh đủ 5 roi. Đánh thật đúng cữ tay. Đánh thật lực vào tao. Cái này con làm tốt lắm. Ông yên tâm. Thôi mà cha, người ta không đạt tiêu chuẩn thì đánh nhẹ nhẹ thôi. Đánh người ta đau quá làm gì. Ờ, con gái yêu của ta. Nhưng mà luật ta đã để ra như vậy rồi. Con cứ để mặc ta nhá. Đấy là cô không biết đấy thôi. Ông chắc chắn là phải tính toán kỹ lắm rồi ông mới để ra cái luật như thế. Hơn nữa đánh vẫn nằm đòi á, con phải đánh thật lực thì con mới thấy thích kia cô ạ. Thôi, anh ra ngoài kia chuẩn bị đi, để ta nói chuyện với cha ta. Dạ vâng ạ, dạ con đi phép ông, đi phép cô, con ra ngoài con chuẩn bị ạ. Mày đi đi. Dạ vâng ạ. Cha ơi, con mồ côi mẹ từ bé. Con biết là cha rất thương con, nên mới phải lao tâm khổ tứ tổ chức cuộc thi kén rể này cho con. Phận làm con, cha mẹ đặt đâu con sẽ ngồi đó. Nhưng thưa cha, dù cho có thế nào, cha cũng phải lấy sức khỏe làm trọng nhé. Con gái yêu của ta, ta hiểu tấm lòng của con mà. Con cứ yên tâm nhé. Còn một việc này nữa, con muốn xin cha. Việc gì, con cứ nói đi. Cha cho con ngồi ở đây cùng với cha nhé. Được rồi, cha cho phép con ngồi ở đây cùng với cha, mà cha cũng muốn xem ý tứ của con thế nào. Dạ. Ông ơi, càng ngày càng đông ông ạ. Lúc nào con còn đến được, chứ bây giờ người ta xếp hàng dài đến tận gốc đà ấy, chứ đã đến được đâu. Càng ngày càng đông rồi. Dạ vâng ạ. Được rồi, ta biết rồi. Ông ơi, thế bắt đầu luôn được chưa hả ông? Được, ta cho phép cuộc thi bắt đầu. Thông báo cuộc thi kén rể chính thức bắt đầu. Xin mời người đầu tiên nào. Ba rồi. Từ từ, khổ quá cơ. Ông ơi, đừng lấy là đánh xuống ở tay ông ạ. Tiếp tục ông nhé. Tiếp tục. Mời người tiếp theo. Ai nào? Ông giỏi, ông vào đi. Ông nào vào? Đây rồi. Dạ, con bẩm ông ạ, con xin phép được thi ạ. Được, ta cho phép. Bắt đầu thi đi. Nghe xem tôi nhá. Nhạt nhẽo suốt. Dạ, có rồi. Đánh năm rồi. Dạ, ông ơi, con còn có tiếp một vở nữa. Được.
đâu dạ mình đi đâu thôi định định bê bê cái đấy lên à. Cứ tưởng lúc bê lên rút đâu rút dạ có ngồi ạ. Mày đánh đủ 10 gậy không? Thấy thấy. Ôi trời ơi. Tôi tưởng khỏe lắm mà 10 gậy nó sống xoài. Dạ ông ơi, tiếp tục ông nhé. Nào, còn ai tin em bước lên đây. Rồi. Ai mà thôi. Khổ quá, bình tĩnh. Không ai thi tôi thi, sao phải sợ nào nhá. Dạ. Dạ. Bẩm cụ Chánh ạ, trước khi con thi, con muốn mời cụ cùng tham gia với con có được không ạ? Được. Từ nãy đến giờ ta ngồi nhiều, người nó mỏi mệt quá. Dạ. Con mời ta cụ. Đứng lên cũng được. Dạ. Mời cụ ra đây với con ạ. Ừ. Nào. Thế ngươi định làm cái trò gì? Làm ta xem nào. Mọi người nhìn nhá. Con đút vào cái tay bên này. Nhét cho nó gọn lại. Cụ nhìn rõ chưa? Rõ. Tay bên tay trái. Đây. Hey. Chịu. Chịu chịu. Cái gì đây? Mọi người nhìn thấy gì chưa? Cái gì nào? Đây là quả gì? Đúng là quả cao rồi. Được chưa? Mọi người bình tĩnh nhá. Đây là một màn thi về phép thuật. Thế cho nên tất cả mọi người không bình tĩnh được gái là mù mắt luôn. Cụ bình tĩnh nhá. Tiểu thư bình tĩnh. Nhìn thấy cái gì thì nhìn. Đừng có nói cả lộ tôi. Con xin phép bắt đầu ạ. Quả cao. Từ bên tay này là bên tay phải. Con về bên tay này. Chui vào mảnh rẻ. Được chưa? Rồi tiếp tục. Trả lại bên này. Đấy. Nhìn kỹ này. Nhìn kỹ tiếp này. Bập. Đấy. Bây giờ. Bập. Dạ. Còn đố cụ biết nó đang ở tay nào. Tay phải. Tay phải. Quá bình tĩnh. Im nào. Thôi. Nó ở tay phải. Cụ đoán chắc chắn là bên tay tay phải chứ. Chắc chắn bên tay phải. Đấy, cụ bảo là bên tay phải. Mọi người cứ xôn xao. Dạ, sau đây con xin mở. Không có. Dạ, mặt cụ có vẻ không tâm đắc. Con xin phép con trình bày lại một lần nữa. Lại có quả cầu. Mọi người nhìn kia. Nhìn kỹ nhá. Sẵn sàng chưa? Nhìn này. Nhìn kỹ nhá. Chuẩn bị. Bắp. Bên tay nào? Bên tay nào á? Này. Dạ. Thế mày đã uống cái nước luộc trứng bao giờ chưa? Nhạt nhẽo quá, suốt đâu? Riêng thằng này đánh đủ 10 gậy thôi. Ôi ôi ôi, 5 gậy chứ cụ ơi. Nằm nữa, nằm nữa. Trình diễn xong đâu à? Nằm nữa. Này. Nằm nữa. Ôi ôi ôi, cụ ơi. Đánh họ in ít thôi, chứ đánh 10 do như thế đau lắm cha. Nhưng mà luật cha đã để ra rồi, con yên tâm. Này, sao không thấy anh Muối đến thi nhở? Hay là anh không biết? À mà thôi, nếu mà có đến cũng thương tích đi về thôi. Này.
đau không? Mày bị làm sao đây hả? Mày bị ngu à? Mày giỏi mày vào mà chi? Này này, mày nhìn mặt tao có ngu không? Quá ngu. Tao ngu gì mà vào thi để biết ăn đòn cho chúng mày. Này chú ơi, vào đi uống nước đã nào. Đây, tình hình thế nào rồi? Thôi rồi, rồi vui lắm. Toàn thế đánh à, đánh thôi. Mặt ông Tránh à, như viên đá này này, chả cười gì sắt. Ừ, ông còn rắn hơn cả sắt đá ấy. Ông Tư Tuần nhà tôi à, đã nói rồi, thanh niên à, có vào rồi cũng bị ăn đòn mà ra thôi, không làm cho ông ấy cười được đâu. Tình hình này khó nhỉ? Ừ. Có khi tôi về, đỡ bị ăn đòn cho nó lành nhá. Đúng rồi đấy. Thế tôi về nhá. Ừ, chú về nhá. Ơ kìa chú Muối, lại đây chị Bảo này, lại đây. Chị ạ. Ừ. Này, thế không muốn làm giải ông Chánh Tổng hay sao mà không thấy đến ứng thí thế? Em xin, cũng còn đông lắm chị ạ, cứ từ từ. Với lại em cũng chưa nghĩ được ra chuyện gì có thể khiến cho ông Chánh cười cả. Không cần phải thế đâu, cứ ở nhà cho nó khỏe. Chứ Tết nhất đến đời rồi, mang cái mông đầy roi gậy đi chơi thì chán lắm. Cứ như chú Muối là khôn đấy, biết mình biết ta, cứ chịu khó làm ăn, không màng làm rẻ ông Chánh Tổng nghe. Biết đâu đấy, hiện tại thì em chưa nghĩ được ra chuyện gì cười, biết đâu lúc nữa em lại nghĩ ra chuyện cười thì em lại chả chạy vù đi chứ. Cô Quỳnh Hương xinh đẹp nết na như thế, ai chả mong lấy được cô về làm vợ. Ừ, thế thì chúc chú may mắn làm được ông Chánh Tổng cười, nếu không thì có bê cái mông đau về người đẹp thì cũng đáng. Thôi em xin phép, chào bác, chào chị. Em về ạ. Ờ, thế chú về nhá. Không biết là cô Quỳnh Hương có mong mình không nhỉ? Nếu như không làm được cho ông Chánh Tổng cười thì xấu hổ với cô Quỳnh Hương lắm. Chi bằng không đến. Ông này, cứ cái tình hình này á, ông Chánh Tổng có mà đến Tết sang năm cũng chả kén được rẻ, ông nhỉ? Đúng đấy, mà nói thế thì thực ra cũng chưa chắc. Ừ. Thôi chú về nhá. Vâng, ông về ạ.